Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Toàn cảnh bóng đá Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng trở lại với chiến thắng của Hải Phòng trước BKMS Bình Dương trong trận chung kết Cúp Quốc gia 2014. Cùng những diễn biến tại hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2014 do VBF tổ chức. Rút kinh nghiệm từ bài học chua xót khi lỡ chân trong trận đấu chung kết Cúp Quốc gia 2008, BKMX Bình Dương rất tập trung cho trận đấu quyết chiến với Hải Phòng trong trận đấu tranh Cúp Quốc gia 2014 tại Lạch Tray. Không có sự chủ quan khinh địch và xung trận với tinh thần rất cao, nhưng vận may lại không đến với họ. Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng tuân thủ triệt để ý đồ chơi phòng ngự phản công. Phút thứ 8, trong tình huống phản công bên phía cánh trái, Văn Nam tạt bóng chính xác cho Văn Thuận, đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà. Có được bàn thắng, Hải Phòng càng dễ dàng triển khai được lối chơi đổ bê tông của mình. Và cũng phải nói thêm rằng, thủ thành Thanh Thắng đã có một trận đấu xuất thần để cản phá hoàn toàn những pha dứt điểm của dàn sao bên phía BKMX Bình Dương. Bất lực hoàn toàn trong việc ghi bàn, Bình Dương tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ hai ở phút 77. Fagan tận dụng triệt để sự nôn nóng của cầu thủ đội khách trước khi có pha bứt tốc rồi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng đất cảng. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng và ý nghĩa dành cho đoàn quân của huấn luyện viên kia. Hải Phòng đã khép lại mùa giải vô cùng đáng nhớ khi trụ hạng thành công ở V-League và đặc biệt là chiếc cúp quốc gia mà thầy trò huấn luyện viên kia vừa mới giành được như là một chiến công chói lọi cho đội bóng đất cảng, khép lại một mùa giải đầy biến động. Trong buổi tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2014 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 19 tháng 8, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ông Lê Hồng Dũng thừa nhận khán giả ngày càng ít quan tâm đến bóng đá nước nhà. Theo thống kê của ban tổ chức, mỗi trận đấu tại V-League năm nay có bình quân 7.000 khán giả đến sân, ít hơn 2.000 người so với con số 9.000 khán giả mỗi trận ở mùa giải 2013. Giải hạng nhất càng ảm đạm hơn khi mỗi trận chỉ có 2.800 khán giả so với con số 3.600 người của mùa giải năm ngoái. Khán giả ít, cầu thủ bán độ, như trường hợp của hai đội Đồng Nai và Ninh Bình, ông Lê Hồng Dũng thừa nhận sẽ rất khó khăn khi kêu gọi nhà tài trợ cho mùa giải 2015 và lôi kéo khán giả trở lại sân. Tôi cho rằng mùa giải năm nay là một mùa giải nó đã về đích an toàn. Thì trước đó thì khi mà xảy ra cái vụ Vincent Ninh Bình và cái vụ Đồng Nai đó thì nhiều người là cũng ngại là nó sẽ liên quan đến nhiều cầu thủ và nhiều câu lạc bộ khác và do nó có thể là vỡ giải. Mà tôi có nêu quan điểm của tôi đối với anh em đó là chúng ta không sợ cái đấy, chẳng thà ít nhưng mà nó tốt, chứ còn không phải là chúng ta bảo đảm cái số lượng đó. Nhưng mà các cái trận đấu, một số trận đấu thì nó lại là diễn ra dưới cái bóng tối của cái tiêu cực thì cái giải đó cũng không ra gì. Cho nên nó là nếu như chúng ta phát hiện được những cầu thủ mà tiêu cực thì kiên quyết loại ra khỏi giải. Một nguyên nhân khác làm cho khán giả ít đến sân là các màn trình diễn chậm chạp trên sân cỏ. Khi ông Tanaka Koji, trưởng giải V-League công bố, các cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam chỉ chạy bình quân 5,8 cây số một trận, trong khi thống kê trung bình trên thế giới của các cầu thủ là 11 cây số một trận. Ông Koji cũng thừa nhận 6 trận đấu V-League năm qua bị ảnh hưởng vì sai sót của trọng tài. VFF cũng đã chủ động mời trọng tài ngoại điều khiển các trận đấu nhạy cảm và có chuyển biến tích cực, nên sẽ tiếp tục phát huy trong mùa giải 2015. Đấy, một số cái trận đấu mà các bạn thấy chúng tôi sử dụng trọng tài ngoại đó thì được điều hành rất tốt. Tuy rằng các anh thấy rồi, một số trận như con trận trên Bình Dương tôi coi thì cũng không phải là tốt như trọng tài mình đâu, nhưng mà có một cái đặc điểm là hai câu lạc bộ không hợp phản gì hết, thì tôi cho đó một cái nét tích cực mà sắp tới chúng ta sẽ phát huy cái điều này. Những trận đấu nhạy cảm là mời trọng tài ngoại. Ông Quỳnh Mau, đại diện cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai nhận định chất lượng các vòng đấu cuối của V-League có hấp dẫn hơn, nhưng cũng cho rằng ban tổ chức cần phải nỗ lực để đưa khán giả đến sân nhiều hơn. Mùa giải năm nay thì mặc dầu nó không thành công lắm, làm ảnh hưởng đến khán giả. Khán giả đến sân ít đi, nhưng nó kết cục của mùa giải thì có những trận đấu nó mang tính chất là đúng nghĩa. Những đội vô địch tôi thấy xứng đáng, cái điều đó là cái thực chất. Còn việc ban tổ chức đánh giá thì thực ra là đánh giá nó cũng chưa sâu, chủ yếu là đánh giá nó mang tính chung chung nhiều, chưa dám nhận những cái mà mình còn thiếu sót.
VBF cho biết V-League 2015 sẽ khởi tranh vào ngày 4 tháng Giêng với 14 đội bóng tham dự kéo dài trong 9 tháng. Mỗi đội phải đảm bảo kinh phí hoạt động tối thiểu 35 tỷ đồng một năm, trong khi kinh phí tối thiểu cho mỗi đội bóng hạng nhất là 15 tỷ đồng. Và tiếp theo là chuyên mục tiêu điểm, phần trò chuyện của MC Sông Hải cùng bình luận viên Quang Huy và nhà báo Hoàng Lâm, báo Lao động. Chào mừng quý vị đến với chương trình tiêu điểm toàn cảnh bóng đá Việt Nam. Như vậy là V-League đã chính thức kết thúc. Thưa nhà báo Hoàng Lâm và thưa bình luận viên Quang Huy, hôm nay các anh có thể thông báo cho người hâm mộ được biết những cái điều gì đã diễn ra trong cái buổi lễ tổng kết không? Đầu tiên tôi phải nói rằng là dù là một người làm báo nhưng cái sự mong chờ với một cái buổi tổng kết đối với tôi cũng thực ra cũng không quá cao. Vì tôi cho rằng là những cái điều mà liên đoàn tổng kết là chúng ta đều biết cả rồi. Thực ra cái buổi tổng kết nên như anh Huy cũng chắc cũng biết là buổi tổng kết xứng đáng nhất mà chúng ta được cho là quả bom. Đấy là buổi tổng kết năm 2011 khi mà Bầu Kiên có cái bài phát biểu. Thì ở cái buổi tổng kết này theo tôi được biết thì nó lại trái ngược hoàn toàn. Không có một quả bom nào, thậm chí là những đồng nghiệp của tôi tường thuật về nói rằng là thậm chí ban tổ chức còn phải chỉ đích danh một số người thì mới phát biểu. Tôi cho rằng là một cái buổi tổng kết lẽ ra là cần phải có tiếng nói của những câu lạc bộ nhiều hơn là những một bản tổng kết bằng văn bản được soạn sẵn. Thì đấy tôi cho là một cái buổi tổng kết nó cũng an toàn. Nhưng cái độ thành công nó cũng giống như giải V-League ạ. Tức là chúng ta kết thúc một cái mùa giải tôi cho là an toàn, sau những cái biến cố đấy an toàn. Nhưng mà thành công tốt đẹp thì tôi nghĩ là chưa. Thì cái buổi tổng kết là nó thể hiện đúng cái bản chất của cái giải năm nay. Và với quan điểm của tôi thì nghe những cái thông tin từ Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay tôi bận nên là không vào Thành phố Hồ Chí Minh để dự cái cuộc tổng kết đấy được. Thì nghe báo chí rồi là các cái thông tin của phóng viên truyền hình phản hồi lại thì rõ ràng nó thực ra nó không ngoài cái suy nghĩ của tôi. Tức là nó rất là nhạt, và cái nhạt đấy nó nằm trong một cái tổng thể bức tranh ảm đạm của một cái mùa giải năm nay. Thì thực sự là rất nhiều doanh nghiệp nuôi đội bóng đang khó khăn, rồi là một số cái mô hình tỉnh mà cố gắng níu kéo đội bóng thì cũng đang rất là khó khăn. Trong bối cảnh đó thì Bình Dương đã vô địch một cách xứng đáng rồi, mọi chuyện đều tâm phục khẩu phục. Và An Giang là cái đội xếp cuối cùng phải đá playoff để rồi mà phải xuống hạng nhất thì đã rõ rồi, bởi vì An Giang yếu hơn tất cả. Thì tôi nghĩ là những cái đấy nó đã diễn ra, cộng với cả thực tế bóng đá Việt Nam hiện nay thì rõ ràng nó nhạt cũng đúng thôi. Tức là nó không có những cái chất liệu, không có những cái gia vị gì để mà làm nên một bức tranh nó nhiều màu sáng. Thành ra mọi thứ tổng kết nó rất là nhạt. Cảm ơn hai anh. Thưa anh Hoàng Lâm, thì có lẽ là một trong những cái bài phát biểu mà cũng đáng để được ghi nhận, đó là cái bài phát biểu của ông Koji, trưởng giải. Thì anh có thể tóm tắt cho người hâm mộ được biết là ông Koji em đã nói như thế nào không anh? Cái bài phát biểu ông Koji, tôi thì tôi trước khi đưa những nhận xét lời phát biểu, tôi thấy rằng là chúng ta phải thừa nhận một cái điều là vai trò của ông trưởng ban tổ chức giải cho đến thời điểm này tôi không thấy quá nổi bật. Và trưa nay thì tôi nghĩ rằng là phải chăng chúng ta mời một ông trưởng giải chỉ để đưa ra những con số thống kê và đưa ra những cái một cái bản tổng kết về mặt chuyên môn. Thì điều đấy thì rõ ràng là khá lãng phí với một chức danh như vậy. Tuy nhiên ông Koji cũng đưa ra một số thông tin tôi nghĩ là cũng đáng chú ý, chẳng hạn như là ông đã cho rằng là với cái thống kê của ông Koji thì cầu thủ Việt Nam chỉ có chạy khoảng hơn 5 km một trận, tức là so với các cầu thủ quốc tế là chỉ bằng một nửa thôi. Hoặc là một cái thông số khác là cái thời gian bóng sống ở V-League hiện nay trung bình là chỉ có 51 phút thôi, trong khi là cái mức chuẩn ở các cái trận đấu trung bình ấy là phải 60 phút. Hai cái con số này nó cho thấy là cái giải bóng đá chúng ta là về mặt chuyên môn là có vấn đề.
Bởi vì là cái khoảng thời gian bóng sống quá ít như vậy thì nó ở phía sau đấy nó lại là một cái câu chuyện khác, là câu chuyện là chúng ta phạm lỗi quá nhiều chẳng hạn, khiến trọng tài phải cắt còi và khiến cái thời gian bóng chết nó nhiều hơn. Và chính cái điều này nó cũng dẫn đến một cái việc là chúng ta tại sao nói là có sức hấp dẫn hay không. Thì sức hấp dẫn, chúng ta xem giải Anh và các giải như World Cup vừa rồi chẳng hạn, cái bóng số người ta liên tục được theo dõi như đường bóng, trong khi V-League với con số là chỉ có 51 phút trên 90 phút như vậy, thì rõ ràng là đấy là một con số rất đáng suy nghĩ. Và tôi rất tâm đắc là khi mà nghĩ về cái bản tổng kết và sau khi nghe ông Koji đọc một số cái thông số đấy, thì tôi thấy nổi lên vẫn là một cái chữ bán ở trong cái mùa giải này. Giải thì bán chuyên nghiệp và cầu thủ thì bán độ. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự bán đấy nó vẫn ám ảnh và nó làm cho cái chất lượng cũng như cái ấn tượng ở cái mùa giải này nó rất là thấp. Thưa anh Quang Huy, thì cho phép tôi được hỏi anh một câu rất là thẳng thắn, tức là khi mà anh bình luận một cái trận cầu của V-League và anh bình luận một cái trận cầu của giải Đức chẳng hạn, Bundesliga hay là giải ngoại hạng Anh chẳng hạn, thì anh cảm thấy như thế nào? Thực ra thì V-League nó vẫn hơn ở chỗ là thường tôi ngồi ở sân nói, thành ra là nắm bắt tương đối sát cái cầu thủ thi đấu trên sân. Tuy nhiên tôi cũng thấy có một cái vui thế này, tức là những cái trận đấu mà gọi là có mùi có vấn đề ấy, thì rơi vào những cái trận tôi làm thực ra là rất là ít. Cũng có thể bởi vì tôi vốn là thẳng thắn, có sao là nói vậy, và chuyện này thì khán giả cũng như là cao thủ đều biết rồi, thành ra trận nào có tôi ở sân thì như nó cũng bị nó cũng hạn chế đi nhiều đấy. Tôi có một cảm giác như thế, thành ra ngồi ở sân mặc dù bóng đá Việt Nam thì phải nói là chán hơn rất nhiều so với nước ngoài, nhưng mà được ngồi ở sân, được theo dõi sát những cái bước chạy của cầu thủ thì cái bám sát trận đấu nó tốt hơn và cái quan sát tốt hơn. Chứ còn nói thẳng ra ở một góc độ người làm truyền hình thì phải nói là V-League để mà theo dõi nguyên một trận qua truyền hình rất khó xem, nếu không phải là những fan ruột hoặc là họ hàng hoặc là người thân của cầu thủ xem cả trận, kể cả bình luận viên rất tốt và quay rất là hiện đại đi chăng nữa thì rất khó xem. Thế còn cá nhân tôi thì tôi dù là bận nhưng mà cuối tuần thì tôi vẫn tìm cách là có mặt ở các sân bóng, đôi khi là thứ bảy ở một sân nhưng mà chủ nhật lại bay sang một sân khác để mà cố gắng, tức là bản thân người ta gọi bình luận viên là người truyền lửa, thì truyền lửa thì phải ngồi trực tiếp thì mới truyền được, cực chẳng đã mới phải ngồi ở trường quay để mà tường thuật. Bởi vì đến sân thì không chỉ là quan sát tốt hơn mà còn có thể trao đổi, có những cái cảm nhận rồi những cái thông tin mình tích lũy, có thể mình chưa dùng trong trận đấu đó thì mình dùng vào lúc khác. Thế thì với tôi là như thế, và có thể nói là với tôi thì mỗi một trận đấu nó là cái cơ hội để mà tích lũy thêm cái đam mê của mình nữa. Đấy, thế thì cũng có cái may mắn là cái số trận như vậy nó rất là ít. Những cái trận mà kiểu như trận Ninh Bình đá với Đà Nẵng mùa trước mà tôi đã kịch liệt lên án, cùng với cả cái việc là làm báo cáo gửi lên ban tổ chức giải về cái sự cố mà tôi cho rằng có mùi, thì nó rất là ít thôi. Đấy, và tôi nghĩ rằng là dù là tôi làm thì nó không rơi vào nhiều trận như thế, nhưng mà tôi cũng rất chia sẻ với khán giả Việt Nam là thực sự là lúc này để kiếm được những khán giả gọi là tâm huyết xem từ đầu đến cuối một cái trận đấu V-League rất là khó, và phải hết sức cảm ơn những người đó. Và bản thân những người đã ít rồi thì cao thủ cũng phải có một ý thức làm sao đấy để mà luôn luôn nỗ lực chơi hết mình. Cái mà khán giả cần ở cầu thủ bây giờ chỉ là đá hết mình thôi, chứ còn sau những kỳ World Cup thì chúng ta thấy rất là rõ, tức là sự chênh lệch về trình độ quá nhiều, tức là người ta chỉ cần màu cờ sắc áo thôi, thì cầu thủ hãy hiểu cái chuyện đấy để mà thi đấu một cách trung thực và đừng có để xảy ra những cái chuyện làm cho khán giả buồn phiền. Ở đây tôi lại bàn thêm, nhân anh Huy nói chuyện khán giả, tôi lại muốn nói thêm một cái góc của chữ bán nữa. Như vừa nãy tôi nói, tức là bóng đá của Việt Nam có bán nhưng mà khán giả không mua. Bởi vì cái con số cũng là ông Koji đưa ra, tức là cái lượng khán giả so với mùa giải trước là đã thấp hơn, là trung bình là 3.000 khán giả một vòng đấu rồi. Ở đây tôi nghĩ rằng là không phải là khán giả không mua đâu, không phải là khán giả Việt Nam chán bóng đá đâu anh Huy ạ. Có hai cái dẫn chứng mà tôi có thể kể ngay ra đây. Đấy là có một cái giải đấu mình hay gọi là giải phủi đấy ạ. Cái giải phủi mà một số cái người bạn tôi đang làm cho cái giải phủi ở Hà Nội đấy. Thì các bạn ấy làm chỉ là những cái giải đấu, chỉ là một cái giải gọi là phong trào thôi. Nhưng mà gần như là có những cái trận đấu, những cái buổi thi đấu mà vỡ sân, tức là khán giả tràn cả xuống, tức là đông đến hàng chục ngàn người như thế. Ở một cái giải đấu phong trào như vậy thì tôi rõ ràng là người Hà Nội không phải là đã chán bóng đá. Trong khi đó như Hà Nội TNT chẳng hạn, đá rất hay và chúng ta đã bàn với nhau rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà có những trận họ mở cửa để cho khán giả vào xem miễn phí, nhưng mà lại không có khán giả, tức là cũng kể có bán cũng không ai mua. Và một cái dẫn chứng nữa là chúng ta cần phải nói đến là cái đội U19 đang đá ở giải
U22 Đông Nam Á chẳng hạn. Tôi thấy các bạn tôi hoặc là những fan hâm mộ, thực ra họ gần như là khát khao cái việc là một đài ở đấy. Cái này thì cũng có lẽ tí nữa anh Huy cũng chia sẻ, tức là một cái đài ở đấy truyền hình trực tiếp để cho họ xem. Và cái những cái đường internet, đường link để xem ấy, những cái tối buổi đấy là gần như là bị nghẽn, bởi vì là cái lượng người xem nó quá đông. Tức là cái khát khao để xem một thứ bóng đá hay, từ đó bóng đá thật là luôn luôn tồn tại đối với người hâm mộ Việt Nam. Nhưng cái vấn đề là V-League có làm được hay không và có đáp ứng được kêu đuổi hay không thì đấy là chuyện khác. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta chưa làm được việc đấy, và chúng ta để lý giải tại sao là khán giả là xuống rất là thấp, tại sao chúng ta chưa thể làm cái nền kinh tế bóng đá được, đấy là chính vì là chúng ta chưa đáp ứng được cái nhu cầu thực sự của người hâm mộ. Tôi nghĩ là như vậy. Thưa anh Quang Huy và thưa anh Hoàng Lâm, thì có thể là nhân dịp các anh nói tới cái thứ bóng đá thật á, thì có lẽ nói là gần đây có một cái đội tuyển trẻ của chúng ta, đó là đội U19 Việt Nam của chúng ta, tham dự cái giải U22 của Đông Nam Á, thì đã ít nhiều gì gây được một cái tiếng vang và đã thu hút được rất nhiều những cái người quan tâm. Và anh Hoàng Lâm và anh Quang Huy có thể nói lên cái cảm nghĩ của các anh về cái sự thi đấu thăng hoa của các cầu thủ trẻ của chúng ta được không ạ? Tôi nghĩ là cái việc U19 được khán giả quan tâm thì chúng ta đã rõ rồi. Không ở đâu được đào tạo, ăn ở, tập luyện bài bản như cái học viện bóng đá của Hoàng Anh Gia Lai cả. Họ tuyển chọn rất là tốt và cho ra lò những cầu thủ thực sự là chất lượng. Và cái nữa thì U19 bắt đầu nổi lên trong cái giai đoạn bóng đá Việt Nam có thể nói là cái điểm đen nhiều hơn là điểm sáng. Tức là các đội tuyển U23 rồi là đội tuyển quốc gia là 2 năm liên tiếp đều không vượt qua được vòng bảng ở những giải khu vực. Đội tuyển nữ thì không thể bảo vệ thành công trước vô địch. Rồi là V-League thì đang sa sút. Đấy, chính vì thế mà U19 chúng ta vẫn coi là một cái điểm sáng thực sự. Và thực sự là các thủ U19 cũng đáp ứng được cái kỳ vọng của người chuyên môn. Thì tôi nghĩ là U19 đá rất là trong sáng và cho thấy một cái tư duy bóng đá rất là hiện đại. Tuy nhiên tôi lại có một cái cảm giác, mà đây là cảm giác tôi đã có từ khi xem đội bóng đá ở Sài Gòn vào đầu năm nay, vào tháng 1 năm nay. Tức là tôi cảm giác là huấn luyện viên Guillaume ấy là một người rất là hay, nhưng mà đã đến lúc phải trao U19 cho một huấn luyện viên khác. Bởi vì ông Guillaume đúng nghĩa là một ông thầy của một học viện bóng đá, tức là mọi thứ nó đều bài bản và sư phạm. Thế còn hiện nay U19 là cần một huấn luyện viên là theo kiểu chỉ đạo đánh trận rồi. Tức là một người nói chung là phải là mưu lược và đọc được trận đấu. Thì Guillaume lại là người thiên về sư phạm quá và chung chung quá. Đấy, thiếu những cái điểm nhấn trong cách chơi của U19. Thì đây là một cái mà thực ra tôi cũng đã nói thẳng với cả những người mà đang hàng ngày sát cánh với U19 về cái chuyện này rồi. Thì tôi rất hy vọng là sắp tới sẽ có một vị tướng đánh trận đúng nghĩa chỉ đạo U19. Đây là giai đoạn mà thực ra họ đã hình thành các cái bài bản kỹ thuật rồi, chỉ thêm vào những cái tư duy sắc sảo cũng như là khả năng chiến thuật thôi. Chứ còn nói thật ra độ tuổi U19 thì chúng ta không thể nói rằng là đá cho vui rồi đá để rèn luyện được. Đây là độ tuổi đá để mà giành chiến thắng rồi. Thế thành ra tôi, đấy là cái điều tôi mong nhất. Chứ còn mọi thứ đến lúc này, ăn ở đào tạo rồi là đạo đức các em là không thể chê được. Thì tôi phải nói cũng rất hài lòng. Dạ, cảm ơn anh. Thưa anh Hoàng Lâm. Anh Huy nói giao cho một vị tướng thì tôi lại, bởi vì chúng ta đang bàn đến V-League, giờ tôi lại phải quay lại là giao cho ai. Đấy, câu chuyện của chúng ta là như thế. Và tôi thấy là rất là khó, bởi vì là như các anh thấy, chúng ta có hai cái chức vô địch. Một cái chức vô địch của Bình Dương, tôi cho nó một điểm sáng. Một chức vô địch là của Hải Phòng, cái cúp quốc gia. Thì đấy là hai chức vô địch của hai ông huấn luyện viên rất là lạ. Thứ nhất là ông thầy ngoại ở Hải Phòng thì đương nhiên là ngoại rồi, đúng không ạ? Và thứ hai là ông Hải Lơ. Ông Hải Lơ thì như mọi người biết là thực ra ông không phải huấn luyện viên. Ông đăng ký chức danh với Bình Dương là giám đốc kỹ thuật. Là giám đốc kỹ thuật. Đấy. Và Bình Dương vô địch với bàn tay của ông Hải, với bàn tay một cái người là cũng đúng tuổi rồi. Thực ra tôi nói ông Hải là người không có bằng cấp. Tất nhiên là mình không gọi là không vị nể, là không đề cao bằng cấp lắm. Thế nhưng mà rõ ràng là đầy huấn luyện viên trẻ có bằng cấp vậy, đúng không ạ? Họ cũng là những người được kỳ vọng. Thế tại sao lại cuối cùng là chỉ là một huấn luyện lão tướng như vậy và sống bằng kinh nghiệm mà vẫn giành chức vô địch? Thì cái lứa huấn luyện viên trẻ, cái lứa huấn luyện viên kỳ vọng ở đâu? Thế lại để nói anh Huy là bây giờ giao cho ai? Thì đấy cũng là cái câu chuyện mà tôi nghĩ là bóng đá Việt Nam sau cái mùa giải này cũng cần phải có những cái định hướng lại cho đúng. Bởi vì tôi cũng hơi thất vọng với cái lứa huấn luyện viên trẻ, gọi là trẻ của V-League hiện nay. Vâng, tôi tiếp lời thêm một chút ngắn thôi. Tức là tôi đánh giá một số huấn luyện viên trẻ Việt Nam là không phải không có trình độ. Tức là họ trưởng thành từ vận động viên xuất sắc, được đào tạo bài bản, nhiều người bây giờ ngoại ngữ tốt và rất chịu học. Tôi biết là cứ sau mỗi mùa giải là họ đã
có những lớp học ở nước ngoài rồi, rất chịu khó nâng cao trình độ. Tuy nhiên có một cái điều phải nói là thế này, cái khao khát cống hiến cho một sắc áo của đội tuyển ấy thì là chưa phải mức cao nhất. Nguyên nhân là vì đãi ngộ. Nói thẳng ra nếu mà mời một huấn luyện viên trong nước lên làm thì lương thấp hơn rất nhiều so với huấn luyện viên nước ngoài. Họ làm ở V-League, nếu mà ấm chỗ rồi thì đãi ngộ rất là tốt. Ngoài lương tháng thì nếu đội bóng có thành tích, họ có thể được thưởng theo từng trận, chia theo tỷ lệ với các cầu thủ. Rồi là nếu mà đạt được thứ hạng thì cái tiền huy chương, rồi là cái tiền thưởng của đội nữa thì cũng rất là cao. Mà ở trên đội tuyển thì nằm mơ cũng không có được chuyện này. Đấy thì rất có thể là đến một lúc nào đó khi mà họ đã mãn nguyện với những cái mức độ thu nhập, đã không còn cảm thấy thiếu thốn gì nữa, đấy mới là lúc họ cống hiến cho đội tuyển. Nhưng mà e rằng là lúc đấy cái sức bật của họ thì lại không còn được như bây giờ. Đấy là một cái điều tôi nghĩ rất là mâu thuẫn của bóng đá Việt Nam. Và xem ra thì những huấn luyện viên trẻ tài năng thì chỉ có thể mời họ về đội tuyển khi mà họ đang thất nghiệp thôi. Nhưng mà nói thẳng ra kể cả đang thất nghiệp thì cũng nằm gọi là để chờ thời, ông huấn luyện viên nào đó bị sa thải và mình thay thế. Chứ cũng chưa sẵn sàng lên. Nếu mà có mời thì cũng chỉ nhận lời thời vụ một vài trận. Đấy là một cái vấn đề thực tế của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ là đãi ngộ rất là quan trọng. Thưa anh Quang Huy thì có lẽ nói là bóng đá Việt Nam của chúng ta V-League thì chúng ta cũng tạm thời cũng đã chấm dứt. Cúp quốc gia cũng đã chấm dứt và chúng ta đang chuẩn bị để mà tập trung đội tuyển, tập trung cho các đội tuyển trẻ và chuẩn bị U21 quốc tế báo thanh niên. Xin cho tôi được hỏi anh một câu hết sức thẳng thắn. Khi mà năm nay mà ban tư vấn đạo đức tạm dừng hoạt động hay có thể nói là không hoạt động nữa, thì anh cảm nhận như thế nào khi mà người hâm mộ chúng tôi thấy rõ ràng rằng là nhờ có ban tư vấn đạo đức mà những cái vấn đề chẳng hạn như dàn xếp tỷ số hay là những nghi vấn như thế này thế khác mà chúng ta đã làm rõ được trong năm ngoái thì năm nay gần như là ban tư vấn đạo đức không có vai trò, cho nên là đã xảy ra rất nhiều việc và những việc như của Đồng Nai và những việc của Ninh Bình. Đấy chính là những cái cảnh báo đã có từ trước. Thưa anh. Tôi nghĩ là ban tư vấn đạo đức thì những con người có kinh nghiệm và gắn bó bóng đá rất là lâu, muốn làm một cái gì đó. Nhưng mà thực sự cái tự trọng của chúng tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Và chính xác là có những người kể cả nhiều tuổi rồi nhưng cảm thấy bị tổn thương. Bởi vì những cái gì mà mình tâm huyết, những cái gì mà mình cố gắng để làm cho tốt thì mọi người đã không tôn trọng. Tức là có những cái chúng tôi đưa thông tin về nhưng mà nói theo kiểu Nam Bộ thôi, bị ngó lơ. Tức là không được tôn trọng một cách đúng mức. Và đến cái lúc đấy thì sau khi có họp bàn thì anh Nguyễn Công Khế là trưởng ban tư vấn đạo đức đã quyết định là tạm thời dừng hoạt động của ban tư vấn này. Chứ còn không thể nào mà các cái vòng đấu chúng tôi đi các sân xong rồi có những báo cáo về nhưng mà những cái đấy thì lại không được tôn trọng. Thì không thể làm một cái thứ mãi như thế được. Mà dù chúng tôi chẳng đòi hỏi một cái gì cả. Tức là chúng tôi kết hợp những cái công việc của mình để mà đi đến các sân. Chứ hoàn toàn không hề lấy cái nguồn kinh phí nào từ VPF. Đấy thì tôi nghĩ là tôi thì cũng rất mong muốn là một lúc nào đó nó sẽ được nhìn nhận một cách chính xác hơn để mà hoặc là có thể nó sẽ trở lại theo một hình thức nào đó giống như một cái ban gọi là ban đạo đức của FIFA ấy. Tức là nghĩa nó rộng hơn là tư vấn. Tức là đạo đức là người ta có thể có quyền. Đấy, ví dụ như vừa rồi Beckenbauer bị cấm đến xem World Cup là vì ban đạo đức người ta nói rằng là ông ta không hợp tác trong cái việc mà điều tra về hối lộ trong việc Qatar đang khai World Cup. Đấy thì tôi lấy ví dụ thế. Tất nhiên là nếu mà có thay đổi lại thì có lẽ cũng nên chỉnh một chút thành ban đạo đức, chứ mang cái chữ tư vấn thì đúng là nó bị giảm nhẹ cái vai trò của ban này đi. Thưa anh Hoàng Lâm, thì có lẽ chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế có một lần ông trao đổi thì ông cũng đã nói một trong những lý do mà ông cho rằng là ban tư vấn đạo đức đã không thể tồn tại được bởi vì nó chỉ trực thuộc VPF mà thôi. Trong khi đáng lẽ ra nó phải là ban đạo đức và nó phải hết sức có quyền lực và nó phải trực thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Anh nghĩ như thế nào về ý kiến của ông Trịnh Minh Huế? Tôi nghĩ là một cái ban đạo đức là phải độc lập. Nó như là một cái chúng ta có thể là hình dung như một cái bồi thẩm đoàn ấy, trong một cái tòa án ấy, tức là gồm những thành phần như anh Huy nói là gồm cũng có nhà báo, thậm chí là có cả đại diện của hội cổ động viên. Có đại diện của thậm chí là đại diện của các câu lạc bộ được cử ra, tức là rất là nhiều thành phần ở trong đó và họ đưa ra những cái nhận định để mà gọi là mách nước và tư vấn và đưa ra những kiến nghị về kỷ luật cho ban kỷ luật của liên đoàn. Tất nhiên là như anh Huy nói cần nhiều cái quyền hạn hơn, nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng chỉ là ở cái mức độ kiến nghị thôi ạ, chứ còn liên đoàn thì cũng có cái ban kỷ luật rồi, chứ mình cũng không thể nào lấn sân được cái việc đấy, mà chỉ là chúng ta kiến nghị và cái sự kiến nghị của chúng ta có trọng lượng cao hơn thôi.
Thực ra thì cái mô hình ban đầu là ban tư vấn đạo đức ấy, thì ban đầu cũng đã định đặt tên là ban đạo đức rồi, và trong đấy sát nhập giữa cái kỷ luật vào nằm trong đạo đức đấy. Như thế thì mọi quyền hành nó rất là rõ đấy, tức là hai trong một. Nhưng cuối cùng thì sau một số cái vấn đề thay đổi về nhân sự của VPF thì đã không thể tạo ra được cái đồng thuận như thế, và dẫn đến một cái độ vênh để rồi là không giải quyết được. Thưa bình luận viên Quang Huy, thì bóng đá Việt Nam cũng đã vừa chấm dứt mùa giải, thế thì anh có tin vui nào khác cho người hâm mộ không? Vừa mới chấm dứt mùa giải thì chúng tôi đang chuẩn bị cho cái việc làm các trận đấu trực tiếp ở sân Mỹ Đình, giải U19 Đông Nam Á. Tôi nghĩ là đây là giải đấu rất là hấp dẫn và là cái tiền đề để mà các cầu thủ chui rèn trước khi đến với Myanmar, đến với Nampito để mà tham dự giải U19 của châu Á. Tôi nghĩ là một cái giải rất hay sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào đầu tháng 9 tới. Rồi là đài truyền hình kiểu số VC chúng tôi thì thời gian tới sẽ tường thuật trực tiếp giải bóng đá Đức và giải Ngoại hạng Anh. Cũng xin nói thêm rằng đến thời điểm này thì chúng tôi mua giải Ngoại hạng Anh với giá rất là rẻ thôi. Đấy, trước đây chúng ta biết là đã từng có mong muốn là các đài cùng với nhau để mà mua xong về chia lại cùng với nhau theo một cái tỷ lệ nhất định. Nhưng mà cuối cùng vẫn mạnh ai nấy chạy. Thì chúng tôi chấp nhận một mùa chúng tôi dừng không làm giải Ngoại hạng Anh, bởi vì quan điểm của chúng tôi là không mua bằng mọi giá. Nói cho cùng Tây cũng vẫn chỉ là Tây thôi. Tức là cái mà mình tâm huyết nhất thì vẫn là được ngồi tường thuật những trận đấu thật hay của bóng đá Việt Nam. Chứ còn niềm vui mà tường thuật kể cả là đỉnh cao thế giới rồi là Real Madrid hay là cái gì đó thì không phải niềm vui thật sự lớn của những người làm thể thao. Đối với tôi là như vậy. Thì chúng tôi chấp nhận dừng một thời gian, thì năm nay mua trở lại thì tôi xin tiết lộ là cái mức giá chắc chỉ bằng khoảng 1/20 của những cái đài khác mua trong những mùa trước thôi. Cái người làm một cách hay. Thưa anh, là rõ ràng cái người kiên nhẫn nhất thì bao giờ là cũng được là một cái phần thưởng xứng đáng nhất. Thưa anh Hoàng Lâm, anh có thể cho người hâm mộ được biết cái nhận xét của anh như thế nào về cái khả năng mà đội tuyển của chúng ta dưới sự dẫn dắt của ông Miura thì có khả năng chúng ta kỳ này là đạt được một cái thứ hạng cao ở AFF Cup hay không, thưa anh? Trên cơ sở mà V-League vừa mới chấm dứt và các cái cầu thủ đã trình bày một cái lối chơi của năm nay, thưa anh? Bây giờ mà nói kỳ vọng hay không thì tôi nghĩ là cũng hơi sớm, bởi vì ông Moura cũng mới lên cái danh sách đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup. Trước khi bản đến AFF Cup thì chúng ta từ nay đến cuối năm, thực ra V-League thì kết thúc rồi nhưng mà rất là nhiều giải. Mà tôi nghĩ là cái lúc này, cái lúc hình như là nó dùng nói góp thì phải. Là giải U19 đúng không ạ? U19 tháng 9, tháng 10 đội U19 đá. Rồi cũng tháng 9 đấy, tháng và đầu tháng 10 là đội U22 đi đá ASEAN. Và sau đó chúng ta lên cuối năm là giải AFF Cup ngay. Thì đấy là một cái vòng quay rất là liên tục với các đội tuyển. Tôi chưa nói là đội tuyển nữ đấy. Nữ cũng như thế, nữ U19 cũng đang đá đấy. Thì đấy là một vòng quay rất là khốc liệt đối với bóng đá. Và đấy cũng là một cái thử thách, cái sự điều hành của liên đoàn trong một cái nhiệm kỳ mới. Đấy cũng là một cái, bởi vì là phải chia người chia việc ra để lo. Còn với đội tuyển thì thực sự mà nói, đội tuyển bóng đá Việt Nam là khuôn mặt của một nền bóng đá, và nó là một cái lát cắt của cái nền bóng đá, và điển hình cao nhất là cái giải vô địch quốc gia của quốc gia đấy. Thì trong cái bối cảnh này thì tôi cũng niềm tin thì tôi cũng luôn có, nhưng mà kỳ vọng thì tôi cũng vừa phải thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là những gương mặt thì tôi chưa thấy những gương mặt mới, chẳng hạn là những cái gương mặt cũ như anh Quốc Anh mới được trở lại đội tuyển. Chúng ta vẫn kỳ vọng ở một Công Vinh chẳng hạn. Công Vinh thì tôi nghĩ là một anh chàng 31 tuổi rồi. Bây giờ cũng không thể tìm ai có thể để hơn được Công Vinh. Thì cái điều đấy là cái điều mà cũng rất là đáng lo cho bóng đá Việt Nam. Và trong khi đó thì cái đội U19 như anh Huy vừa nhận định thì là một cái niềm tin, một cái phao cho người hâm mộ, thì các em cũng còn trẻ quá. Và cũng chỉ hy vọng là phải năm sau khi SEA Games hoặc là năm sau nữa thì chúng ta mới có kỳ vọng. Chứ hiện tại ở AFF Cup tới, mặc dù sân nhà, nhưng mà tôi cái hy vọng thì vẫn còn, nhưng mà kỳ vọng thì cũng thực sự là cũng không được cao lắm. Thưa anh Quang Huy và thưa anh Hoàng Lâm, có lẽ cho phép tôi được hỏi hai anh một câu rất thẳng thắn sau cùng. Tức là nhìn lại mùa bóng 2014, anh cho rằng là bóng đá Việt Nam của chúng ta đang dậm chân tại chỗ, đang thụt lùi hay chúng ta đang tiến? Với tôi thì xét trong bối cảnh chung của đất nước và nền kinh tế thì dậm chân tại chỗ, chứ cũng không phải lùi. Bởi vì chúng ta cũng phải thấy nỗ lực của rất nhiều con người đang chung sức xây dựng một nền bóng đá, nhưng mà nó đang có những cái quá khó. Tức là có những vấn đề chúng ta trượt đi, và nói theo một cách dân dã là đi quá xa rồi. Thành ra bây giờ cũng có những người nỗ lực để giật nó lại, nhưng mà nó chỉ được có như vậy thôi.
đối với tôi là dậm chân tại chỗ, và trong cái bức tranh tương đối ảm đạm thì vẫn có những điểm sáng và những nỗ lực đáng biểu dương. À, tôi thì nghĩ rằng là có cái những bước lùi kỹ thuật. Lùi ở đây mang tính thông số đó, chứ là chúng ta là số lượng đội đang 13 đội là lùi xuống 12 đúng không ạ? Số lượng khán giả đang ngồi trước là như thế này, bây giờ lùi lại. Và cái số lượng cầu thủ bán nôm, mùa trước không có ông nào thì mùa này những người mấy ông, tức là chúng ta âm với những cầu thủ. À, thế đấy là cái lùi về kỹ thuật. Thế nhưng mà tôi cho rằng là chúng ta hướng vào cái mùa giải sau, cái mùa giải 2015. Cái việc mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn quyết định cái số lượng đội, tức 14 đội V-League, thì tôi đấy là một quyết định dũng cảm. Và mặc dù là mạo hiểm, khi mà khả năng bỏ giải vẫn treo lơ lửng với ở một số đội bóng. Nhưng mà khi mà đã quyết định như vậy và họ quyết định làm, thì tôi cho rằng là đấy là một quyết định dũng cảm đối với Liên đoàn. Và trong bất kỳ trường hợp nào thì dù là thực tế nó không phụ vàng đến đâu, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên nhìn ở cái góc độ tích cực. Và mùa giải năm nay cũng đã khép lại, mặc dù là cũng chưa được hài lòng cho lắm, nhưng mà chúng ta cũng nên nhìn ở cái cạnh tích cực là với cái quyết tâm, với sự dũng cảm của Liên đoàn, thì mùa giải năm sau chúng ta hy vọng là loại bỏ được những cái hạt, không phải hạt sạn nữa mà là cả những cục gạch, chẳng hạn như là chuyện bán đội chẳng hạn, là năm sau sẽ không còn những việc là sai sót về trọng tài cũng không còn, và những cái tình huống bạo lực trên sân cỏ như năm nay thì cũng giảm bớt đi. Và lúc đấy thì ta sẽ có bước tiến, chúng ta đang nói, và lúc đấy thì đối tôi lại mong là những bước tiến là những bàn thắng tăng lên, là những cái số lượng cầu thủ phải chạy nhiều lên, thay vì là một 50% hiện tại số lượng cái bóng sống cao hơn, để làm sao để thực sự V-League là một cái giải gọi là bán được. Ở đây không phải là bán độ đâu, mà là bán cho người hâm mộ, bán cho những cái doanh nghiệp họ cần đầu tư, họ cần lấy bóng đá Việt Nam ra để khuếch trương thương hiệu, thì đấy là cái điều mà chúng ta cần hướng tới. Rất cảm ơn hai anh. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được nghe những ý kiến hết sức là sâu sắc của hai nhà báo, bình luận viên Quang Huy và anh Hoàng Lâm của báo Lao Động. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình này, và phần thưởng tốt nhất dành cho chương trình là quý vị hãy giới thiệu với bạn bè và người thân để cùng xem. Quý vị có thể xem lại tất cả những chương trình tiêu điểm trước đây trên trang web tiêu điểm bóng đá.vn. Xin trân trọng kính chào quý vị. Cảm ơn anh Quang Huy. Cảm ơn anh Hoàng Lâm. DP Consulting là nhà tư vấn máy phát điện chuyên nghiệp với các thương hiệu đẳng cấp. Chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng đẳng cấp, đi cùng dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng và bảo trì đẳng cấp. Chúng tôi sử dụng những dịch vụ vận chuyển lắp đặt đẳng cấp. Với những tiện ích đẳng cấp như thế thì giá thành chúng tôi sẽ đẳng cấp. Không, chỉ hợp lý thôi. DP Consulting.